All right, I'm going to open this for you, but I got to go wash my hands, so I want you to wait until I come back to eat it, okay? Okay. All right, so I'm going to open it for you now, and then I'm going to go wash my hands, so you got to wait until I come back. Look, it's yellow. Yeah, it's yellow, so don't eat it until I come back, okay? Okay. Don't eat it. Promise me. Pinky swear. Okay, I'll be right back. Pinky. Yeah, pinky swear, meaning I pinky promise I won't have any, okay? Don't lick it. No, no, no. Wait until I come back, okay? Wait. Okay. Gosh, do you look at that? Mm. Oh my gosh, you couldn't wait for me to wash my hands? Oh. I have bacon too. Oh. Mm-hmm. Or how many bacon do you get? Hello, Gigi. 1, 2, 3, 4. Hello, Gigi. Ăn gì? Ăn gì á? Bacon hả? Ngon không? Trứng. Ban trứng luôn hả? Nè, cho lấy khăn cho chùi tay nè. Chùi tay chùi miệng nè. Ngon không? Sao con không lấy đĩa ăn? Hả? Ai mượn ăn cho nhiều vô, thấy không? Ăn từ từ cũng miếng thôi. This is your iPad. That is my iPad. Oh. She doesn't like it because it can turn and twist and stuff. Mm. Bữa nay có bạn tới nhà nha cô chú nha. Đó, giờ nhảy nhau đó. Coi hai đứa tóc giống như nhau kìa. Tóc màu giống nhau kìa. Hả? Đứa đeo có đồng hồ. Hai đứa bấm đồng hồ đó, bấm hồ nghe nhạc lên nhảy đó. Hello, hello, let it go đó. No.
JD, no. Don't open the door. Don't you... open the door. No. No. Stay, JD. I'm not looking. Stay, JD. Okay, say cheese. Cheese. Take a picture. Cheese. Đây, chị hất một cái là con té hết trơn. Cheese. Say cheese. 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 Đó, để cho thấy chưa? Thấy chưa? Em muốn lộn à. Thấy không? Thấy không? Thấy em hất cái bạn. Bạn hất cái là con té không? Đeo đồng hồ vô hả? You want me to put it on for you? No. I help you. I help you. Okay. Help your friend. Rồi, đeo vô cho bạn đi con. Nó nói I help you là nó nói để đi giúp cho đó cô chú. I'm hook. Oh, you said you're gonna help her. Never. No, put it on her wrist. No. Not my your hook. Wrist. Oh, no, it's... What? Oh, no, 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 hook. Okay, hold on here. Give it to me. You have one on your wrist, so this is gonna be Audrey, okay? Okay. Cô chú ơi, chay được tới một cái chỗ này gọi là playground, là cái chỗ chơi á. Vô đi cô. Sao mà đi vô sao đi, vô đi. Sao đi có cái vô đi đi. Vô đi, vô đi. Đi cái kiểu sao mà cái giống gượng ép đi chơi vậy? Không thích thì thôi ở nhà nha. Vô đi, vô đi. Trời ơi, thường thường thấy chỗ đi chơi là vô chạy đi, vô. Vô đi. Trời ơi. Hả? Trời ơi, có cái đường bình yên đó, không đi cũng đi đường đó ha. Oh, this is a small playground, chị đi. Đó. Thấy không? Vô đi. Trời ơi, vô. Sao đi, sao cái tướng không giống, không muốn đi chơi gì đó. Bây giờ đó, mới đúng đó, đúng rồi. Cái playground, các bạn thấy cái chỗ mà để cái này cũng được cắt cỏ đồ này kia sạch sẽ ghê không? À, ở đây gọi là Birmingham của bên Ngọc, mà Birmingham là cái chỗ mà rất là đắt tiền, nhà cửa rất là đắt tiền, tất cả mọi thứ luôn. Sao? Không, cái đó là đồ chơi của người ta, không có được lại nha. Cái đó không phải của con đâu. No, 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 no. Không, nhìn thôi, không được đụng, chỉ nhìn thôi. Just look at it, it's not yours, okay? Yeah, đúng rồi, cái máy bay màu hồng á, đúng rồi. Đúng rồi, mẹ thấy rồi, máy bay không á. Đây mẹ chỉnh lại cái bông này, coi chi bông này chi á. Đi ơi. Chơi. Ủa con đi lại đó làm chi? Đi lại chi chơi kìa, đi lại chèo vô xe lửa kìa.
Wow. Đừng, đừng, cái đó không phải của mình. Chơi. Cái đó là cái máy chụp hình. Yeah. I like this better than the wind chips. Yeah. Cái này nè, nó làm bằng cái ấy sao mà đi nó mềm mềm mềm, có té con không có đau. Ồ, đây nó làm lạ quá ha. Có cái tunnel kìa, có cái đường hầm kìa, chạy đi qua đường hầm đi chạy. What's in the tunnel? Chạy để mẹ đi trước, chạy được sao để mẹ quay chạy đi qua. Đó, vô đường hầm đi. Wow. Wow. Hay ghê không? Cái này gọi là park đó cô chú, chay gọi đây là park. Wow. Where? Đâu rồi? Trời, nó đi đâu rồi? Gỗ. Trời. Thôi đi làm tới kế tới kia hả? À, đi xuống đây, trượt xuống. Trượt xuống. Ngồi xuống, trượt xuống. Thôi đằng kia có nước phun ra nữa kìa chay. Rồi giờ đi theo đám đó rồi đó. Rồi, chay con thấy chỗ này có đá không chay? Quá trời cái đá đẹp luôn. Không, đằng kia có cái ghế kìa. Có cái ghế kìa, con lại đó mày chụp cho con tấm hình lại lên. Wow. Rồi lấy ghế ngồi xuống. Ngồi xuống mày chụp cho tấm hình. Ghế này cao hơn nè. Ngồi lên đi. Muốn ngồi đâu? Muốn ngồi đó phải không? Wow, đẹp quá đẹp. Cái gì? Ngồi. What's that? Cái này hả? Cái này cục đá thôi chứ đâu có gì đâu. Có cái lối mòn đi vậy thôi. Trời ơi, có cái công viên nhỏ xíu mà hình thành nhiều mô hình quá hả? Để đi chơi, chơi, lại đi ngồi. Để ngồi mày chụp cho tấm hình đẹp lắm á. Tấm hình làm thumbnail picture luôn á. Để lên. Trời đất ơi. Đi khám phá đi, cái này giống như một cái sa mạc vậy đó. Ồ, mấy cái tảng đá này đẹp không chơi?